Xin chào bạn. Bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kênh mình là Quán Ba Tròn Vlog. Cảm ơn các bạn thời gian qua để ủng hộ mình nha. Hãy tiếp tục đồng hành cùng mình nha các bạn. Thưởng thức nha. Qua xem nha. Chili rất ngon các bạn, tươi xanh nè ha. Mà thấy đã không? Bà xã làm gì bà xã? Cherry Úc với tháng 1 đó là ngon nhất. Thành ra là có nhờ bác ở bên Úc nó gửi về. Cái kéo vào mình lấy ra. Đây em tự lấy cũng được. Rồi cái kéo đi. Em quay cái đất thùng chứ. Khai lên mở cái này ra cái này. Đây nhãn hiệu các bạn. Ông già nè. Mình nói cái là gửi về mình nói là kêu là lựa cái loại ngon nhất á, mà không biết sao. Cái này trên đường về không biết là nó có bị gì không thì mình không biết. Để em mở ra. Gói kỹ quá. Đây các bạn. Đã các bạn. Mình chơi đi Úc ha. Cái này mình vô mùa cho em. Vô mùa rồi đó. Vô nó là tháng 1 đó là cherry ngon nhất. Ngọt dễ sợ luôn. Ngon ngọt lắm. Còn tươi xanh nữa ha. Tôi cuốn á. Cuốn ngọt tươi xanh mà. Hên quá không có bị dập gì á, còn tươi cứng luôn. Để mở cái thùng này ra luôn. Rồi mở thùng kế tiếp các bạn. Một thùng vậy làm như 5 kg á. Này có ghi không? Có ghi không? Này, này ghi là chai rượu Úc này không? Rõ ràng nha. Thế anh chụp cái này. Cái này 100% là tại vì bác gái ở Úc. Em coi coi. Tại bữa bác nói có một thùng như vậy là 5 kg. Có ghi bên hông không? Không có. Nhưng mà bác gái có nói mà nhiều cỡ vậy thì chắc chắn rồi. Để coi này cho. 5 kg. Người ta cũng kỹ quá ha. Dở lên, dở. Nó hít rồi. Thấy bán cherry mà size lớn như vậy nè mà ăn mà ngon vậy á là cũng phải 1,2 triệu một ký. Còn á, mình mua bởi nó tính luôn tiền bác gái nó là 25 đô Úc một ký, 25 đô Úc một ký, còn tiền gửi về á, là 14 đô Úc một ký. Tính ra cho là 40 đô Úc một ký đi cũng 700-800 ngàn chứ cũng đâu ít đâu. Nếu mà so ra 700-800 ngàn ký. Nhưng mà ăn nó bảo đảm là hàng đúng. Chứ còn ở đây nhiều khi nó đúng là mình cũng không biết nữa. Tem các bạn ơi. Có cái bịch này sao? Cái bịch này có bị dập gì không ha? Đã không à? Cherry Úc nha. Này cũng nè. Còn lạnh luôn nè. Rồi còn lạnh luôn. Mày thấy không? Cũng còn tươi không? Nhưng mà cái size này cũng thuộc dạng size chung thôi. Chung thôi chứ không lớn lắm. Nói chung là cũng ok. Chắc nghĩ chắc đầu mùa quá.
mà nãy ăn thử thì trái ngọt cũng ngọt đậm lắm, mấy trái này chắc ngọt đậm nè. Đây hồi nãy ăn thử trái đậm rồi, giờ ăn thử cái trái đỏ lợt đỏ này đi, nó chưa có đậm. Coi bạn, chưa trái vô anh. Nhìn nó cũng ngọt, cái hậu để nó coi, ngọt để coi, để... Nó cũng ngọt nhưng mà nó không có ngọt gắt bằng kia. Anh coi coi. Nè, ăn trái màu đen nghĩ ngọt hơn. Đây, hai trái vô kìa. Màu đen nó ngọt gắt hơn. Đây đó. Con này nó ngọt thanh. Rồi. Ngon quá không? Mời quý ăn đã. Việt Nam mình vẫn biết trồng được chưa ta? Không, Việt Nam mình không có. Cherry à? Ừ, em chưa nghe. Cuốn còn tươi xanh luôn các bạn. Để nghe nó cherry Úc là cũng thuộc dạng là ngon đó. Này sẽ chung hả? Em nghĩ vậy, tại em nhớ lần trước đó, bác gửi trái nó bự to hơn, anh nhớ không? Lần trước anh cũng ăn rồi á, em nhớ trái nó to hơn. Còn này thì trái nó vừa, em nghĩ mới đầu mùa, nhưng mà nó cũng ngọt lắm. Quen đấy. Mỗi thùng là đều 5 kg hết ha. Đây các bạn. Chưa chín lắm nè. Hơi chua chua. Đây là ngon. Nè tế mà, ngon à. Quá ngon rồi. Ngày ta ăn vài trái vô, tốt cho sức khỏe lắm. Ăn hết thì luôn nha. Được không? Ăn nổi cho tiền. Ăn nổi cho tiền luôn. Thùng 5 kg anh nghĩ sao anh ăn một lần cho anh chết hả? Vợ em anh lua đi, đứa một thùng. Tại 2 thùng mà. Đứa nào ăn nhanh đứa đó thắng. Chơi không? Chơi không? Hết 10 kg các bạn. Hai chồng mới khùng. Hết 10 kg luôn. Ngọt hay chua mà ăn dữ vậy? Quá ngon. Nó hơi chua chút rồi. Đầu ngọt. Mùa, đầu mùa. Hơi chua thôi. Rất ngon. Nói ăn không nổi là ngon. Anh nói bạn à. Nó quá. 10 kg không ạ? Anh thử lấy cái tay anh sắn coi dưới coi nó sâu không? Nó cùng. Nhiều lắm. Sao xuống được?
cũng nhiều quá chứ. Nhiều lắm chú. Em quay thì em thấy trái nó không bự lắm mà ở ngoài thấy nó trái nó to dễ sợ luôn. Đúng rồi. Thế ăn ngon. Em thử em để tay em thử. Cái này. Mấy trái đẩy tay. Đã. Để thử đầy tay em mới được mấy trái. Được. À. Được. Nè đây hỏng nè. Không vô cho vô luôn. Cái này đỏ đậm ha. Thôi, các bạn nghe. Rồi. Ví dụ mình nó cũng có không chua, ngọt. Cái ngọt dịu á. Ngọt gắt. Thanh chứ nó không ngọt gắt. Hơi chua chua có chắc mình nghĩ cái đầu mùa á. Chứ nó ngọt gắt ha. Ăn trái nè. Cái này đỏ đỏ thôi. Nó cũng to đó chứ. Đúng rồi hả? Cũng nhỏ hả? To. Nãy em ngồi nhìn gần em thấy vậy mà giờ đúng rồi. Nè bạn thấy không? Đâu nhỏ không? Nó xài nó cứ đi xài nó không? À cái kia nè. Nè. 30 nè, ml nè. Cứ đi xài nè. Bạn thấy không? Có sai luôn á. Rồi nè. Có nhà xuất khẩu, phải không? Nhà xuất khẩu này ha. Ở nhà nhập khẩu ở bên Việt Nam nè. Phải không? Ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi đây là nhà máy trồng ở Úc nè, các bạn thấy không? Mình phải có cái này mới được. Mình mua bản để nhập về, phải có bên đây nhập về để đem về. Này là gì bác gái gửi về 100% luôn. Không phải cho Trung Quốc nha các bạn. Thôi các bạn. Bye bye bạn nha.